tim con rụng ra ngoài mẹ ơi. Chưa có một đội nào được như này. Bây giờ cô gái mà chưa cởi mặt nạ ra tôi đã thấy xinh quá trời xinh rồi. Hy vọng rằng con gái của Hồng Nhung là bé Tép sau này lớn lên sẽ xinh giống như em. Em cảm ơn chị ạ. Cô ba yêu quý, anh bắt đầu nhận ra em khi em ngồi ở phía dưới rồi. Và nếu anh không nhầm, anh hỏi một câu này là anh biết ngay có đúng không này. Em là cả anh và anh Tùng Dương đều đã gặp và biết đúng không? Dạ vâng ạ. Anh Tùng Dương và anh Thành Trung và em chắc cũng làm việc với nhau về mấy tháng, chung với nhau mấy tháng trời. Rồi, thì Dương đã hình dung ra là ở đâu chưa? Ôi nhưng mà không nhớ lắm. Nếu anh không nhầm thì em là một trong các thành viên của nhóm Esther. Yeah. Dạ em xin phép tháo mặt nạ luôn rồi ạ. Tại vì anh các anh cũng đã nhận ra em. Mời em. Trung ơi Trung, thế em quen cả nước à? Ô thì... Lưu Huyền Trinh. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới cả các anh chị và tất cả các bạn, tất cả quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất. Trinh, em tự tin khi hát với chị Nhung ca khúc nào nhất? Em xin phép hát với chị Hồng Nhung ca khúc Lắng Nghe Mùa Xuân Về ạ. Đây là lựa chọn tuyệt vời bởi vì đây là bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ. Đó là những cái tình cảm mà nó trộn rộn nhất, đầy yêu thương, đầm ấm, hạnh phúc và hướng về tương lai. Và cái điều đó cũng rất là đúng với những gì mà cuộc đời đang mở ra với em. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. 15 giây dành cho Lưu Huyền Trinh giới thiệu về mình và trình diễn bắt đầu. Xin chào các bạn, mình tên là Lưu Huyền Trinh, Facebook của mình cũng là Lưu Huyền Trinh luôn. Mọi người hãy ủng hộ cho mình bằng cách bình chọn cho mình. Và sau đấy thì mình sẽ rủ mọi người đi ăn chè và ăn ốc. Mọi người kết bạn Facebook của mình nữa nhé. Cảm ơn ạ. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường. Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió hàng. Và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn. Về trong mưa đêm mùa xuân mùa xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở? Phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi em trông anh ung dung bên thềm nhà? Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bóng như cười, lắng nghe mùa xuân về. Lắng nghe mùa xuân về, hey hey hey, nghe biết bao ngọt mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa tràn niềm tin yêu.
thì Hồng Nhung xin nhường lại Lắng Nghe Mùa Xuân Về của nhạc sĩ Dương Thụ cho em. Cho em. Em cảm ơn chị ạ. Em rất là hạnh phúc và rất là vui khi và xúc động khi được hát chung. Quý vị, một phần trình diễn tuyệt vời nữa, và hơn hết đó là cảm xúc của những thế hệ nghệ sĩ dành cho nhau. Nhưng mà đúng như Thành Trung nói là cái điều tuyệt vời nhất là chị Hồng Vân, Hồng Nhung với Tùng Dương có mặt hôm nay là bởi vì chúng tôi được chứng kiến những tài năng trẻ, những con người rất là nhiệt huyết, và họ hướng thiện, họ đi đến cái nghệ thuật mà khó hơn là cái việc 30 triệu hay là 60 triệu. Chính xác, chính xác.